Chào mừng quý bà con cô bác đến với bản tin cập nhật giá cà phê của kênh Cô Ba Sài Gòn. Kính chúc quý vị và các bạn một ngày mới, một tuần mới đầy năng lượng và mọi công việc tiến triển thuận lợi. Xin chân thành quý bà con cô bác đã ủng hộ kênh lâu nay. Nếu là lần đầu đến với kênh xin hãy ủng hộ kênh một đăng ký. Một like cho video và nhấn chuông để dễ dàng theo dõi cập nhật giá hàng ngày. Thưa quý vị và các bạn Giá cà phê thế giới rạng sáng ngày 26 tháng 3 năm 2024, lúc 5 giờ 24 phút được cập nhật trên sàn giao dịch Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam MXV được ghi nhận như sau. Kết thúc phiên giao dịch, giá cà phê Robusta trên sàn London ngày 26 tháng 3 năm 2024 tăng mạnh, từ 19 đến 21 USD tấn so với phiên giao dịch trước, dao động từ 3 năm 139 đến tháng 3 năm 377 USD tấn. Cụ thể, Kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 3.377 USD tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 7 năm 2024 là 3.284 USD tấn. Kỳ hạn giao hàng tháng 9 năm 2024 là 3.210 USD tấn và kỳ hạn giao hàng tháng 11 năm 2024 là 3.139 USD tấn. Trái ngược, Giá cà phê Arabica trên sàn New York sáng ngày 26 tháng 3 năm 2024 giảm sâu. Cụ thể, kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 183,85 cent/lb, kỳ giao hàng tháng 7 năm 2024 là 183,10 cent/lb. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 182,70 CLB và kỳ giao hàng tháng 12 năm 2024 là 182,40 CLB. IA cà phê Arabica Brazil sáng ngày 26 tháng 3 năm 2024 đỏ rực, dao động từ 222,35 đến 227,30 USD tấn. Cụ thể. Kỳ hạn giao hàng tháng 5 năm 2024 là 227,30 USD tấn. Kỳ giao hàng tháng 7 2024 là 227,95 USD tấn. Kỳ giao hàng tháng 9 năm 2024 là 263,75 USD tấn và giao hàng tháng 12 năm 2024 là 222,35 USD tấn. Cà phê Robusta giao dịch trên sàn ICE Futures Europe Sàn Luân Đôn mở cửa lúc 16 giờ và đóng cửa lúc 0 giờ 30 phút hôm sau, giờ Việt Nam. Cà phê Arabica trên sàn ICE Futures Mỹ, sàn New York mở cửa lúc 16 giờ 15 phút và đóng cửa lúc 1 giờ 30 phút hôm sau, giờ Việt Nam. Đối với cà phê Arabica giao dịch trên sàn B3 Brazil sẽ mở cửa từ 19 giờ đến 2 giờ 35 phút hôm sau. Giờ Việt Nam. Giá cà phê trong nước được cập nhật lúc 5 giờ 24 phút ngày 26 tháng 3 năm 2024 như sau. Giá cà phê trong nước tăng đến 800 đồng trên kg và đang đứng ở mức rất cao. Hiện giá mua trung bình tại các tỉnh Tây Nguyên là 95.900 đồng trên kg. Giá mua cao nhất tại tỉnh Đắk Nông là 96.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá cà phê thu mua tại tỉnh Gia Lai, tỉnh Kon Tum ở mức giá khá cao với 95.800 đồng trên kg tại tỉnh Đắk Nông cà phê được thu mua với giá cao nhất 96.000 đồng trên kg. Giá cà phê nhân xô, cà phê nhân. Cà phê nhân tươi, tại tỉnh Lâm Đồng ở các huyện như Bảo Lộc, Di Linh, Lâm Hà, cà phê được thu mua với giá 95.500 đồng trên kg. Giá cà phê hôm nay, ngày 26 tháng 3 tại tỉnh Đắk Lắk, ở huyện Cư MGAR cà phê được thu mua ở mức khoảng 95.800 đồng trên kg, còn tại huyện EA Hát Leo thị xã Buôn Hồ được thu mua cùng mức 95.900 đồng trên kg. Lo ngại thiếu hụt nguồn cung là chất xúc tác chính thúc đẩy lực tăng giá Robusta trong tuần qua. Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam, MXV, khô nóng kéo dài tại Tây Nguyên, vùng trồng cà phê chính của Việt Nam đang khiến thị trường có cái nhìn tiêu cực về triển vọng nguồn cung vụ 24 phần 25. Hơn thế, tồn kho gần như cạn kiệt khiến lo ngại thiếu hụt nguồn cung trở nên nghiêm trọng hơn thị trường cà phê đang ở trong giai đoạn sốt giá. Tập trung vào Robusta loại cà phê mà Việt Nam là nhà cung cấp số 1 cho toàn cầu. Giá cà phê tăng nhanh đột biến hiện nay là do sản lượng Robusta bị hụt gần 20%, một phần vì ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, tác động mạnh của hiện tượng El Nino. Trên thế giới, một số nhà bán lẻ đang thay thế cà phê Arabica bằng cà phê Robusta nhằm tránh giá bán lẻ tăng vọt. Nhu cầu ngày càng tăng đang thắt chặt nguồn cung Robusta dẫn đến giá cao hơn. Việt Nam là nước sản xuất và cung cấp Robusta số một thế giới. Với lợi thế giá thành rẻ, Việt Nam được các nhà rang xây trên thế giới, đặc biệt tại châu Âu và Mỹ, lựa chọn là nhà cung cấp Robusta chính. Theo nhận định của các chuyên gia của Hiệp hội Cà phê ca cao Việt Nam, Vicofa đã tăng giá nóng những tháng đầu năm của thị trường đến từ việc mất cân đối, cung cầu, khi tồn kho cà phê thế giới thấp kỷ lục buộc các doanh nghiệp phải tìm mọi cách để thu mua và trả hợp đồng. Căng thẳng tại Biển Đỏ cũng là chất xúc tác để giá cà phê toàn cầu đạt đỉnh. Sau đây là bản tin giá hồ tiêu hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2024. Giá tiêu hôm nay ngày 26 tháng 3 năm 2024, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ nhiều địa phương tiếp tục chứng lại, cao nhất 96.000 đồng trên kg. Trong đó, Giá tiêu khu vực Tây Nguyên hôm nay tiếp tục dao động từ 92.500 đến 96.000 đồng trên kg. Cụ thể, giá tiêu chư Sê, Gia Lai tiếp tục được thu mua ở mức 92.500 đồng trên kg bằng so với giá hôm qua. Giá tiêu Đắk Lắc và giá tiêu Đắk Nông vẫn duy trì ở mức 96.000 đồng trên kg. Tại khu vực Đông Nam Bộ giá tiêu hôm nay tiếp tục dao động từ 95.000 đến 95.500 đồng trên kg. Trong đó, Giá tiêu tại Bà Rịa Vũng Tàu vẫn được thu mua ở mức 95.500 đồng trên kg. Giá tiêu Bình Phước duy trì ổn định ở mức 95.000 đồng trên kg, bằng so với giá hôm qua. Như vậy, hôm nay là ngày thứ hai liên tiếp giá tiêu các vùng trọng điểm trên cả nước chững lại. Trước đó, giá tiêu các vùng cũng biến động tăng, giảm thất thường, tuy nhiên không lớn biên độ giao động trong khoảng 2.000 đến 3.000 đồng trên kg. Hiện các địa phương đã thu hái gần xong vụ tiêu năm nay so với năm ngoái, giá tiêu tăng đột biến giúp người trồng lại lớn. Theo số liệu sơ bộ của Tổng cục Hải quan Việt Nam từ ngày 1 tháng 3, ngày 15 tháng 3 năm 2024 cho thấy, hồ tiêu Việt Nam xuất khẩu 11.668 tấn với trị giá khoảng 50,357 triệu đô la Mỹ, lũy kế đến hết kỳ báo cáo xuất khẩu 42.534 tấn, trị giá khoảng 174,597 triệu đô la Mỹ. Giá tiêu thế giới hôm nay cập nhật giá tiêu thế giới từ Hiệp hội Hồ tiêu quốc tế, IBC, thời điểm rạng sáng nay, giờ Việt Nam, giá tiêu Indonesia niêm yết biến động thất thường, giá tiêu Brazil, giá tiêu Malaysia vẫn duy trì ổn định trong thời gian dài. Trong khi đó, tiêu Việt Nam niêm yết tiếp tục đứng giá sau một ngày tăng giá bất ngờ. Cụ thể, giá tiêu đen lam băng, Indonesia hôm nay tăng đột biến lên mức 4.413 USD tấn, tăng 3,13%. Giá tiêu trắng, Indonesia được giao dịch ở mức 6.210 USD tấn, giảm 0,14%. Giá tiêu đen Brazil ASTA 570 hôm nay tiếp tục được giao dịch ở mức 4.375 USD tấn. Giá tiêu đen Kuching Malaysia ASTA cũng duy trì ở mức 4.900 USD tấn. Giá tiêu trắng Malaysia ASTA vẫn ở 7.300 USD tấn. Trong khi đó, giá tiêu các loại Việt Nam niêm yết hôm nay tiếp tục chứng lại. Trong đó, giá tiêu đen Việt Nam loại 500GL hôm nay được giao dịch ở mức 4.200 USD tấn, với loại 550GL giao dịch ở mức 4.300 USD tấn, giá tiêu trắng ASTA giao dịch ở mức 6.000 USD tấn. Việt Nam đã nhập khẩu 1.943 tấn, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 7,2 triệu đô la Mỹ. Nhập khẩu chủ yếu từ Campuchia chiếm 43,2% đạt 840 tấn và từ Brazil chiếm 42,4% đạt 824 tấn. Bản tin của chúng tôi xin tạm dừng tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bản tin ngày mai, thân ái chào tạm biệt.